con ơi, đáng lý ra là sò đã chết thiệt rồi. Nhưng mà tôi suy nghĩ, nếu lỡ chết rồi thì giường ruộng không ai lo, nhà cửa không ai chăm sóc, tiền gốc không ai thâu, nên bỗng nghe tiếng quát nạt cò quăng, hồng sò dối vàng trở lại. Vì thương xác sò phải quằn quại với 30 ngọn roi ác hại, mà chẳng chút nương tay. Quan ơi, giò sò tuy cứng nhưng nó sẽ mềm nhũn như trái dừa gàng chín rục nước da đậu hột. Trời ơi, nó nát bấy còn ăn uống gì được nữa quan. Vậy mà chẳng chút xót thương nào, đập cho nó bầm dập như tương, để bị người ta hút bỏ bên đường. Lời tục xưa nói quả không sai, khi thương thì cháu cũng tròn, khi ghét cái bù hòn nó cũng méo. Phải chi mà sò được cặp chân mày lạ liệu men, như dao đôi mắt long lanh trữ tình, cái miệng cười xinh xinh và nói mỏng thấm. Thì mong ngư sò đâu có nổi dòng thanh dòng đỏ, mày không một quá ai đâu hoài thương ngày ai. Trời ơi đau quá Hoàng ơi, con xin nộp phạt hay con chịu đòn không nổi đó Hoàng ơi. Phạt hả? Phạt thôi, giờ về nhà lấy 400 quan tới đây phạt mày. Trời ơi bớt chứ nhiều quá, con cảm đâu có nổi Hoàng. 400 quan ăn thua gì không bằng đứt một sợi lông chân của mày. Trời ơi sao không biết đã người ta đứt từ đoạn ruột mà không bất ra sợi lông chân. Ông tưởng muốn có tiền là vậy lắm sống, cũng phải đổ mồ hôi sô của mắt nhắc chài ra nước còn cho đại trấu ăn mắm hút rồi. Có chính quan, có chính quan lên kiếm thêm một quan nữa chẳng chục như nào phải mà nào mà hút được của ai đâu. Nhờ tá tiền biết điều không thiếu lúa ruộng, mấy chú gia đình không ngày cực khổ thức khuya nè, dậy sớm ăn uống qua loa, mà tiền công thì thật nhẹ. Nhờ bạc người hai tôi cho vay nhân đức không bị ai giật, rồi từ đó tôi mới tích tiểu thành đó. Tạo nhà tạo đất vậy tiền ngủ không yên giấc, cứ hễ đêm nghe chó là đã tấn loạn tâm thần.